Vâng, và sau đây là test này, còn đây là số công tụ đặc trưng những dòng 2000X hay là 5000X của Sansui. Các bác chuyển đường AUX à, thì nó sẽ tối đây thì là không có đẹp. Hướng dẫn các bác mình chơi những dòng receiver của Sansui. Các bác kém vào đường tap now này. Tap now nha, tap now. Đấy. Rồi, chúng ta chỉ cần vặn qua cho độ chế độ sáng sáng đi. Đấy. Và chúng ta ấn vào tap now này, đấy, tap monitor này các bác. Vặn volume nha, là bắn vào đây nó chỉ. Người Đấy. trời người đi, ai không thương mà không nhớ. Trời càng Đấy, về và khuya là đêm hắt hiu sương lạnh. dòng xuất âm tụ cho Nghe tiếng còi tàu tiếng mềm mượt. trên sân. Bát chép rồi chỉ vậy thôi, và sau đây mời các bác cùng xem chi tiết nha. Vâng, và sau đây em que chi tiết để bác chủ mình xem. Bác Thánh ở thành phố Hồ Chí Minh Gò Vấp này, bác chốt con này và đã chuyển tiền rồi. Đây là phía sau sản phẩm của bác, con này là của bác là 0344, thì những con này về được có một con thôi, cũng không seri gì. Máy rất đẹp nha, con này đấu bay về. Hiện tại đang về một con, chắc khoảng là mua rồi các bác, khoảng 10 đến 15 ngày nó mới có hàng về, nó mới về tới Việt Nam chúng ta. Đây là cái vỏ gỗ của em nó nha, nói chung là đẹp. Bác thì chưa có xem chi tiết gì hết, sẽ quay video này bác vào xem và em chụp hình em gửi riêng cho bác, tí nữa gửi riêng cho bác xem. Đây là mặt tiền của sản phẩm nhé. Những con này thì em giao cho bác giá khá tốt, máy đẹp xuất sắc nha. Những con này âm thanh tuyệt vời, nó là rơi vào huyền thoại cực kỳ nổi tiếng của hãng Sansui xuất âm tụ. Các bác chơi loa cổ, loa Mỹ JB thì cũng rất là tốt nha, đánh 77A, 88A gọi là hết bài, là những dòng Sansui cổ, loa Anh Quốc cổ nha. Rồi về phần ngoại thất của nó thì chấm điểm 10 rồi, khỏi cần bàn nữa. Giờ đi vào bên trong nha các bác, phía trên nóc nha. Vâng, đây là ruột gà bên trong của con máy của bác. Con này đời tụ đen nha, tụ đen tụ trắng gì nó cũng vậy, nhưng mà tụ đen thì hiếm hơn tụ trắng. Thì nói nôm na là bài hiện tại là thằng điện Mỹ là điện 130V, thì các bác có thể chuyển điện phần trăm cái lắc 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 như thế này ra nha, lắc chính là chuyển cái này các bác. Lắc là nhìn gì là từ từ nó sẽ ra nha, em chuyển qua 100V luôn. Nhưng cô áp thường thường 100V, cứ theo mũi tên mà mình sử dụng, mình dịch qua bên này là thành 200 240 này. Đấy, đi mạnh với nha các bác. Rồi là điện 100V, CC là 7 màu, nói chung là rất đẹp. Máy bay về thì khỏi bàn, hiện tại và đang về một con nữa nha các bác, khoảng 10-15 ngày nữa mới có hàng về nha, để tới Việt Nam chúng ta. Rồi thì em xin phép là dừng video, thì làm video ngắn ngắn này thôi để bác chủ xem và mọi anh em Tổ quốc theo dõi kênh được xem sản phẩm 2000X mới về trong ngày hôm qua và nay đã có chủ rồi. Cảm ơn các bác chủ rất là nhiều.